Chúng ta có vị trí đẹp hơn. Trần Kiệt không cho điều này xảy ra. Và đây sẽ là một tình huống quá siết. Sẽ siết áp một đòn bẻ tay chữ thập. Vẫn chưa được rồi. Và bây giờ Trần Kiệt biệt danh Kiệt nhau vào một trận knock out quá kỹ thuật. Hãy cùng xem hai võ sĩ chuẩn bị bước lên sàn đài. Họ là ai? Và xuất hiện trên màn ảnh của quý vị là võ sĩ đến từ nơi xa xôi nhất tại GMA lần này, Đinh Trung Hiếu. Anh đến từ Hà Đông Fighter và quê của anh ở Lào Cai. Võ sĩ sinh năm 2002 đang xuất hiện trên màn ảnh của quý vị và các bạn. Trên màn ảnh của các bạn là đối thủ của Đinh Trung Hiếu, võ sĩ Trần Kiệt. Võ sĩ Trần Kiệt sẽ đại diện cho võ đường PFC Phú Quốc. Thi đấu thứ tư của giải đấu GMA, cuộc đối đầu giữa Trung Hiếu bên góc đài xanh và Trần Kiệt bên góc đài đỏ. Hai bên đều đang thăm dò nhau mà thôi. Một tình huống đấm thẳng tốt của Trần Kiệt. Trần Kiệt vẫn đang tiếp trận đấu của mình một cách cẩn thận. Liên tiếp là những tình huống tấn công và phản công tốt đến từ bên phía của Trần Kiệt. Vừa rồi làm tình huống đấm tay phải cầu vòng tốt của anh ta. Huấn luyện viên Trọng Kim của Trần Kiệt đang kêu anh kìm hãm lại, không được dùng quá nhiều sức bởi vì chúng ta còn 3 hiệp đấu nữa. Combo đòn phối hợp tốt đến từ Trần Kiệt. Có thể thấy như với kinh nghiệm thi đấu của mình thì Trần Kiệt đang nhập cuộc ở trong hiệp thi đấu đầu tiên này một cách cực kỳ cẩn trọng. Còn với biệt danh là chó điên thì Đinh Trung Hiếu sẽ có được những diễn biến như thế nào đây? Vẫn là những tình huống giao tranh ở trên mặt sàn thì hai võ sĩ đang chọn tư thế đánh đứng. Đây rồi, có lẽ như là một trong những ván thi đấu mà chúng ta sẽ thấy được cả hai sẽ tiếp cận nhau bằng những tình huống đánh đứng. Chúng ta đang chờ đợi những tình huống thi đấu đánh đứng thuần túy đến từ cả hai võ sĩ Trần Kiệt và Đinh Trung Hiếu. Liên tiếp là những tình huống phang ống đồng của Trần Kiệt. Trung Hiếu đang có lợi thế về sải tay của anh ta. Những tình huống ra vào rất hợp lý đến từ phía Trần Kiệt. Móc ngang tốt. Vẫn đang chỉ là những tình huống thăm dò đến từ cho cả hai mà thôi. Bắt đầu là tích cực trong những tình huống đổi đòn. Đã có gối đến từ Trung Hiếu. Và ngay lập tức Trần Kiệt cũng có những tình huống đấm ngang để có thể phản công ngược trở lại. Rất căng thẳng. Chúng ta vẫn chưa thấy một tình huống đánh đất nào và hai võ sĩ đang rất tích cực trong những việc đổi đòn. Và Trần Kiệt đang sử dụng những đòn bóc ngang của mình để đấm vào cái mặt của Đinh Trung Hiếu. Giữ cự ly phải nói là cực kỳ tốt của Trần Kiệt. Trung Hiếu quyết định là đánh năm rồi. Có địa chiến rồi. Và Đinh Trung Hiếu đang là người ở trên Trần Kiệt. Như vậy đây sẽ là tình huống đầu tiên mà cả hai đưa nhau xuống dưới sàn để coi võ sĩ nào sẽ làm tốt hơn. Đinh Trung Hiếu thì đang cố gắng để có thể đảm bảo cái cổ của anh ta có vị trí đẹp hơn. Trần Kiệt không cho điều này xảy ra. Và đây sẽ là một tình huống quá siết. Sẽ siết áp một đòn bẻ tay chữ thập. Vẫn chưa được rồi. Và bây giờ Trần Kiệt biệt danh Kiệt nhau vào một trận knock out quá kỹ thuật. Wow, như vậy đó là tình huống phản công tốt đến từ bên phía của Trần Kiệt, khi mà chúng ta có thể thấy rằng mặc dù Trung Hiếu đã đưa Trần Kiệt xuống dưới sàn nhưng với kinh nghiệm thi đấu của mình, Trần Kiệt đã giải quyết bài toán này cực kỳ đơn giản, quá nhanh gọn. Và ở GMA này chúng ta đã có 3 trận đấu giải quyết rất nhanh. Và hãy nhìn về tinh thần thể thao kia, mặc dù họ vừa mới đánh nhau đầu rơi đổ máu nhưng cả hai đã dành cho nhau những cái sự tôn trọng nhất định. Thể thao là như vậy anh Tùng ạ. Tùng Anh ạ. Vâng anh Linh ạ. Rất nhiều bất ngờ tại GMA lần này. Các võ sĩ đang cho chúng ta quá nhiều bất ngờ. Và có lẽ chúng ta hãy cùng chờ một ít phút nữa để xem người chiến thắng ở trong cái cặp thi đấu này, Trần Kiệt sẽ có những chia sẻ như thế nào với lại MC của chúng tôi. của em. Thưa quý vị, dù võ sĩ Đinh Trung Hiếu đã rất cố gắng, tuy nhiên với kinh nghiệm dày dặn hơn thì chiến thắng đã thuộc về đại diện đến từ PFC Phú Quốc. Xin được chúc mừng võ sĩ Trần Kiệt. Và chúng ta sẽ quay trở lại với Trần Kiệt. Cảm xúc của anh bây giờ là như thế nào anh Kiệt? Tới bây giờ nó vẫn chưa hết hồi hộp nữa, bởi vì hồi đó ở cái thất bại đầu tiên cũng là ở chính cái trên sàn đài này mình cũng nhận cái thất bại rất là nhanh chóng, nên là mục tiêu hôm nay là mình sẽ phá vỡ được nó và cố gắng. Cảm ơn để không phụ lòng những người anh em bạn gì hay là tất cả những người đã luôn đồng hành và hỗ trợ team PFC của em để có thể bước chân để đánh được ngày hôm nay. Xin chào anh, mời tất cả mọi người. Và anh mong muốn gặp ai ở trận thi đấu tiếp theo ạ? Cái đó rõ ràng là chắc mình với lại Lưu Đức Mạnh, hai anh em sẽ lại gặp nhau. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi Trần Kiệt và Lưu Đức Mạnh ở trận đấu tiếp theo.